Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục tin tức mỗi ngày. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Cán bộ chi cục thuế ở Bến Tre kéo khẩu trang quát cán bộ chốt kiểm dịch rồi cho xe phóng qua. Hôm nay ngày 26 tháng 7, Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Bến Tre đã đăng tải thông tin xử lý vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19 một cán bộ chi cục thuế tỉnh này. Cụ thể, vào ngày 24 tháng 7, Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành ban hành công văn số 2195 về việc xử lý cán bộ không chấp hành biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 với ông TKG, đội trưởng liên xã số 5 chi cục thuế khu vực Bến Tre, Châu Thành. Trước đó, VTC Online đưa tin, ngày 21 tháng 7, ông Ngờ đi làm, khi đến chốt kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch đã yêu cầu giấy kiểm tra đi đường do cơ quan hoặc địa phương cấp. Tuy nhiên, ông Ngờ không chấp hành, còn kéo khẩu trang xuống và có hành vi to tiếng với lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt, rồi lái xe vượt qua chốt kiểm dịch. Hành vi của ông Ngờ đã vi phạm cản trở không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm soát của người thi hành công vụ và vi phạm quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ công chức, quy định của pháp luật về thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ công chức. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành đề nghị Cục Thuế tỉnh chỉ đạo chi cục thuế khu vực Bến Tre Châu Thành tổ chức xử lý nghiêm việc công chức Ngờ vì không chấp hành các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian toàn tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và đạo đức công vụ đối với công chức này. Được biết, ngày 18 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ thị 16 từ 0 giờ ngày 19 tháng 7. Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành đã chỉ đạo các xã, thị trấn thành lập các chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 để kiểm tra việc đi lại của người dân, góp phần thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Trong thời gian này, một số chốt kiểm soát phát sinh trường hợp không chấp hành nghiêm quy định, trong đó có vị cán bộ của chi cục thuế khu vực Bến Tre, Châu Thành.